Meghan Markle từng thất vọng vì tình hình tài chính eo hẹp của hoàng tử Harry. Theo một chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia Anh, Meghan Markle bị cho là đã rất thất vọng về tình hình tài chính của hoàng tử Harry khi cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail vào hôm 28 tháng 2, tác giả Tom Power, người đã viết cuốn sách Revenge, Meghan, Harry and the World Between the Windsors năm 2022, đã mô tả cựu nữ diễn viên người Mỹ là kẻ bị ám ảnh bởi tiền bạc. Tom Bauer nói, cô ấy rất ngạc nhiên và thất vọng vì hoàng tử Harry có rất ít tiền. Cô ấy đã tưởng tượng rằng anh ấy sẽ có khối tài sản lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đô, và cô ấy đã hoàn toàn sai. Tác giả Tom Bauer cũng cho rằng nếu cặp đôi vẫn tiếp tục ở lại hoàng gia thì họ sẽ không đủ khả năng chi trả cho lối sống xa hoa của mình. Cô ấy muốn lái những chiếc xe Cadillac lớn, những chiếc máy bay phản lực tư nhân luôn sẵn sàng phục vụ. Tác giả Tom Bauer chia sẻ. Hiện tại cô ấy cần phải tranh giành những thứ đó. Vào năm 2021, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Harry và Marco là 10 triệu đô, bao gồm cả tài sản thừa kế của Harry từ người mẹ qua cố của anh, công nương Diana, và biệt thự của cặp đôi ở Montecito, California. Họ cũng bị cắt quyền sở hữu khối bất động sản ước tính trị giá 34 tỷ đô la của Hoàng gia Anh sau khi từ bỏ nghĩa phủ Hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Mỹ. Sau đó, Harry và Meghan đã lập Archiewell Production để sản xuất chương trình cung cấp thông tin, nâng cao và truyền cảm hứng. Theo tờ Deadline, công ty đã ký hợp đồng sản xuất nhiều năm với Netflix, ước tính trị giá từ 100 triệu cho đến 150 triệu đô. Vào tháng 7 năm 2021, trang tin Basic cho biết Harry đã nhận được khoản tạm ứng 20 triệu đô la khi bán cuốn tự truyền Spare của mình. Ông Tom Bauer cho rằng sự có mặt của Hoàng tử Harry và Meghan Markle có thể phá hỏng lễ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 tới của vua sát để tăng. Cặp đôi dự kiến sẽ nhận được lời mời tham dự buổi lễ dù Hoàng tử Harry từng gây tranh cãi khi chia sẻ những chuyện riêng tư của Hoàng gia trong cuốn hồi ký Spare và bộ phim tài liệu với Netflix Meghan and Harry sự xuất hiện của họ được cho là có thể làm lưu mờ lễ đăng quang của vua sắc để tăng